Rồi xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với gian bếp của Gia Vị Yêu Thương. Và hôm nay người sẽ cùng đồng hành với Ren trong gian bếp của Gia Vị Yêu Thương đó là MC Ngọc Nhi. Xin chào tất cả quý vị và rất vui khi ngày hôm nay được anh Ren mời đến đây. Lúc đi thì em cũng thắc mắc không biết hôm nay anh sẽ hướng dẫn em làm món gì. Tại vì em không có giỏi nấu ăn, em nghĩ chắc là món gì cũng đơn giản thôi đúng không anh? À hôm nay em thấy nguyên liệu có đuôi bò nè, rồi có khoai môn. Món gì ta? Chắc là đuôi bò hầm đúng không anh? Đuôi bò hầm là đúng rồi. Nhưng hôm nay anh sẽ tăng thêm, đó là anh sẽ dùng cái phần tiêu xanh. Mình sẽ hầm với lại tiêu xanh. Và hôm nay mình sẽ ăn kèm với lại phở của Vi Phong. Sợi phở này rất là ngon nha. Sợi phở khô thôi nhưng mà khi chúng ta trụng lên thì ăn như sợi phở tươi. Giờ mình làm liền đi anh. Ok, ở đây anh bắt sẵn dầu sôi để anh chiên cái phần khoai môn này. Sau khi anh chiên cái phần khoai môn này xong, mình sẽ cho cái phần nước dùng bò và cái đuôi bò này vào mình hầm với tiêu xanh. Cái nước dùng bò này anh đang hầm từ nước xương bò để anh lấy cái phần nước dùng ra. Vậy thì mình hầm bao lâu mới được cái nước dùng đó anh? Thường là anh hầm 8 tiếng. 8 tiếng, món này kỳ công dữ ha. Đúng rồi. Bây giờ cái phần dầu nó sôi rồi, anh sẽ cho cái phần khoai môn vào anh chiên. Phần khoai môn này anh muốn chiên là bởi vì anh muốn khi chúng ta cho khoai môn vào cái phần nước hầm chung với lại bò, cái đuôi bò này anh đã hầm trước rồi cho nó mềm để nó cái phần khoai môn này nó tạo cái độ săn chắc và nó không có bị bở ra. Mình phải chiên ngập dầu anh ha. Mình phải chiên ngập dầu. Phần khoai môn thì đã chiên sơ, mình không có chiên chín. Đúng rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ xào cái phần hương. Đây anh sẽ cho dầu ăn vào. Cỡ 2 muỗng anh, 2 muỗng canh. Sau đó chúng ta đợi dầu nóng. Và bây giờ anh sẽ cho luôn cái phần hành tây này vào. Anh xào cho thơm. Cái này chắc khoảng 1 củ anh. Khoảng nửa củ hoặc 1 củ. Đây anh có ớt sừng nè và một ít quế và hồi. Em thấy là đa số trong những cái món mà nấu có liên quan đến bò thì người ta hay cho hành tây. Là để nó làm dậy vị của bò hay sao anh? Nó tăng thêm cái mùi hương của cái nước lẩu. Hành tây này khi anh nấu cái nước dùng bò, anh sẽ nướng cái hành tây lên và anh rửa sạch, sau đó anh cho vào anh hầm chung với lại cái đuôi bò thì cái nước của mình á, cái nước dùng của mình nó sẽ thơm. Giờ anh sẽ cho cái phần nước dùng vào. Bây giờ mình sẽ chờ cho nó sôi. Sau khi nước gần sôi thì chúng ta sẽ cho cái phần đuôi bò đã được ninh vào. Lúc này cái phần đuôi bò gần sôi thì anh sẽ cho cái phần khoai môn vào. Đúng là mình có chiên sơ qua thì khoai môn nó sẽ không bị bở ra. Và bây giờ cái phần nước lẩu của chúng ta đã sôi rồi. Khoai môn cũng chín rồi. Bây giờ anh sẽ nêm vào đây một ít gia vị. Ở đây anh sẽ cho 2 muỗng cà phê bột canh. Ở đây anh có 1 muỗng cà phê muối. Anh sẽ cho 4 muỗng cà phê đường. Chút xíu tiêu thôi, vì chút xíu mình sẽ còn cho lên bề mặt nữa. Ở đây anh chỉ cho 1 muỗng cà phê nước tương thôi để anh tạo cái hương cho nó. Đây là nước tương của Vi Phong. Rất là ngon. Nước tương đậu nành. Thơm quá anh ha. Rồi, vậy là phần nước lẩu của chúng ta đã xong. Anh sẽ cho ra cái phần cái nồi lẩu này để nó giữ nhiệt.
màu là có mùi tiêu nữa đó. Anh sẽ rắc lên đây một ít hành lá và ngò rí để nó tạo thêm cái mùi hương cho cái lẩu của chúng ta thêm ngon. Thường là em biết mà cứ đến cái công đoạn mà rắc hành với lại ngò lên là em biết là hoàn thành rồi đúng không? Là sắp được ăn rồi đó. Thích cái công đoạn này lắm. Tiêu nữa. Ở đây anh sẽ rắc một tiêu. Ôi hấp dẫn quá. Đúng rồi. Bản ngoan của chúng ta đã hoàn thành. Dạ. Và bây giờ anh sẽ lấy cho Nhi một ít bánh phở nè. Em nhìn không khác gì phở tươi luôn á. Đúng rồi. Ở đây anh sẽ cho ít khoai môn ha. Dạ. Đùi bò nè. Mà em thưởng thức qua dạ. Xem cái khẩu vị này nó có hợp với anh không. Chắc chắn là hợp luôn. Em rất là thích ăn phở nè. Thấy sợi phở Vi Phong là em thấy thích rồi. Đây nha. Dạ. Thấy không khác gì phở tươi hết. Bây giờ bắt đầu tới nước lẩu. Nước lẩu ngọt thanh mà đúng là đậm cái vị xương bò anh. Và rất là thơm luôn. Em thích cái độ ngọt nhẹ nhẹ vậy nè. Lúc nãy thì mình cho ít siêu đường à. Nhưng mà nó ngọt ở đây là của cải trắng, của xương bò và của hành tây nữa. Cái này là nãy anh nói là anh hầm bao nhiêu tiếng? Mình hầm khoảng từ 2 tiếng rưỡi tới 3 tiếng. Nhưng mà em đã thấy nó rất là mềm rồi nè. Bây giờ mình sẽ chấm cùng với là nước mắm của Vi Phong. Đây. Khâu chấm này là cái khâu anh rất là thích. Vì anh thưởng thức cái món đùi bò. Dạ, nước mắm mà có ớt nữa, trời ơi xuất sắc. Rồi ăn thử thôi. Anh thấy em ăn mà anh nuốt nước miếng luôn á. Mọi người thấy Nhi cắn thì cũng biết là nó mềm như thế nào rồi đúng không? Với món này thì đùi bò phải càng mềm nó sẽ càng ngon. Phải nói là một cái chén phở xuất sắc. Từ bánh phở, nước phở cho đến bò. Bây giờ đến cái khoai môn. Khoai môn này nó không có bị mềm mỡ quá mà anh vẫn còn giữ được cái độ xốp xốp sọp sọp của nó nữa. Ngon quá, nhưng mà thời lượng chương trình có giới hạn nên anh cho em mang nồi này về được không? Ngày hôm nay rất là cảm ơn anh Ryan đã cho Ngọc Nhi một cái món rất là ngon. Mà thật ra thì thấy là đây là một cái món khá là cầu kỳ khi mà chúng ta phải hầm nước xương từ lâu. Nhưng mà cách chế biến thì đơn giản anh ha. Và quan trọng là mình sẽ có những cái nguyên liệu, những cái gia vị nó càng ngon thì nó sẽ giúp món ăn này xuất sắc hơn. Và qua món ăn lẩu đuôi bò hầm tiêu xanh ngày hôm nay sẽ giúp cho Ngọc Nhi có thêm một cách chế biến mới, cũng giống như là gia đình của mình sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn cho những dịp cuối tuần. Dạ, và hứa là sẽ về nhà tập nấu thử, sau đó chụp ảnh lại gửi báo cáo anh nha. Cảm ơn Ngọc Nhi. Và cũng nhân tiện đây, bên nhãn hàng Vi Phong gửi đến em một phần quà. Chúc em luôn vui vẻ và sẽ có nhiều món ăn hơn cho gia đình. Cảm ơn anh và cảm ơn Vi Phong rất nhiều. Cảm ơn Ngọc Nhi. Và bây giờ xin cảm ơn nhà tài trợ Vi Phong đã tài trợ cho chương trình Gia Vị Yêu Thương. Ryan và Ngọc Nhi xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo. Xin chào. Vi Phong quá là tâm lý luôn, tặng những cái món quà này giúp cho Ngọc Nhi có thêm động lực để nấu ăn. Thật ra mà để nói mà cứ suốt ngày mỗi ngày đi chợ thì em không có thời gian đâu. Nhưng mà những cái nguyên liệu mình trữ sẵn trong nhà như thế này, cần lấy ra mình nấu thì em nghĩ là em sẽ siêng năng hơn.